Hi, chào các bạn. Chắc chắn có nhiều bạn thường xuyên sử dụng Wi-Fi mỗi ngày, nhưng chưa thực sự biết Wi-Fi là gì. Cách thức hoạt động của Wi-Fi ra sao? Những câu hỏi đó không phải ai cũng biết. Vì vậy, hãy cùng giải thích hộ, tìm hiểu qua video dưới đây nhé. Wi-Fi là gì? Wi-Fi là viết tắt của Wireless Fidelity, là hệ thống truy cập Internet không dây. Loại sóng vô tuyến này tương tự như sóng điện thoại, truyền hình và radio. Kết nối Wi-Fi hiện nay được dựa trên chuẩn liên kết IEEE 802.11. Wi-Fi là công cụ kết nối không thể thiếu trên điện thoại, laptop, máy tính bảng và một số thiết bị thông minh khác như smartwatch. Nguyên tắc hoạt động của Wi-Fi. Để có được sóng Wi-Fi thì chúng ta cần phải có bộ phát Wi-Fi, chính là các thiết bị như modem, router. Đầu vào, tín hiệu Internet nguồn được cung cấp bởi các đơn vị ISP như FPT, Viettel, VNPT, CMC. Hiện nay, thiết bị modem, router sẽ lấy tín hiệu Internet qua kết nối hữu tuyến rồi chuyển thành tín hiệu vô tuyến và gửi đến các thiết bị sử dụng như điện thoại, smartphone, máy tính bảng, laptop. Đây là quá trình nhận tín hiệu không dây hay còn gọi là adapter, chính là các Wi-Fi trên laptop, điện thoại và chuyển hóa thành tín hiệu Internet. Quá trình này hoàn toàn có thể thực hiện ngược lại, nghĩa là router, modem nhận tín hiệu vô tuyến từ adapter và giải mã chúng, gửi qua Internet. Một số chuẩn kết nối Wi-Fi hiện nay: chuẩn 802.11 năm 1997, IEEE giới thiệu chuẩn mạng không dây đầu tiên và đặt tên nó là 802.11. Khi đó, tốc độ hỗ trợ tối đa của mạng này chỉ là 2 megabit mỗi giây với băng tầng 2.4 GHz. Chuẩn 802.11b. Vào tháng 7 năm 1999, chuẩn 802.11b ra đời và hỗ trợ tốc độ lên đến 11 Mbps. Chuẩn này cũng hoạt động tại băng tần 2.4 GHz nên cũng rất dễ bị nhiễu từ các thiết bị điện tử khác. Chuẩn 802.11a. Song song với quá trình hình thành chuẩn B, chuẩn 802.11a phát ở tần số cao hơn là 5 GHz nhằm tránh bị nhiễu từ các thiết bị khác. Tốc độ xử lý của chuẩn đạt 54 Mbit mỗi giây, tuy nhiên chuẩn này khó xuyên qua các vách tường và giá cả của nó hơi cao. Chuẩn 802.11g. Chuẩn 802.11g có phần hơn so với chuẩn B, tuy nhiên nó cũng hoạt động ở tần số 2.4 GHz nên vẫn dễ nhiễu. Chuẩn này có thể xử lý tốc độ lên tới 54 Mbit mỗi giây. Chuẩn 802.11n tên gọi là Wi-Fi 4. Ra mắt năm 2009 và là chuẩn phổ biến nhất hiện nay nhờ sự vượt trội hơn so với chuẩn B và G. Chuẩn kết nối 802.11n hỗ trợ tốc độ tối đa lên đến 300 Mbps. Có thể hoạt động trên cả băng tần 2.4 GHz và 5 GHz. Chuẩn kết nối này đã và đang dần thay thế chuẩn 802.11g với phạm vi phát sóng lớn hơn, tốc độ cao hơn và giá hợp lý. Chuẩn 802.11ac hay còn gọi là Wi-Fi 5 là chuẩn được IEEE giới thiệu vào đầu năm 2013, hoạt động ở băng tầng 5 GHz. Chuẩn AC có thể mang đến cho người dùng trải nghiệm tốc độ cao nhất lên đến 1.730 Mbps. Do vấn đề giá thành cao nên các thiết bị phát tín hiệu cho chuẩn này chưa phổ biến, dẫn đến các thiết bị này sẽ bị hạn chế sự tối ưu do thiết bị phát. Chuẩn 80.211AT được giới thiệu năm 2014. Chuẩn Wi-Fi 80.211AT được hỗ trợ băng thông lên đến 70 Gigabit trên giây và hoạt động ở dải tần 60 GHz. Nhược điểm của chuẩn này là sóng tín hiệu khó có thể xuyên qua các bức tường, đồng nghĩa với việc chỉ cần router khuất khỏi tầm mắt, thiết bị sẽ không còn kết nối tới Wi-Fi được nữa. Chuẩn 80.211X hay còn gọi là Wi-Fi 6. Wi-Fi 6 là bản cập nhật mới nhất cho chuẩn mạng không dây. Wi-Fi 6 dựa trên tiêu chuẩn IEEE 80.211X với tốc độ nhanh hơn, dung lượng lớn hơn và hiệu suất năng lượng được cải thiện tốt hơn so với các kết nối không dây trước đây. Tên gọi mới Wi-Fi 6 này sẽ chính thức được áp dụng từ năm 2019. Việt Nam sử dụng phổ biến chuẩn nào? Tất cả các chuẩn Wi-Fi trên Việt Nam đều có sử dụng. Tuy nhiên, hai chuẩn phổ biến nhất hiện nay là 802.11g và 802.11n và được sử dụng nhiều nhất vẫn là 802.11n, hoạt động ở hai dải tần 2.4 GHz và 5 GHz. Ngày nay một số thiết bị mới được sản xuất ở Việt Nam đã sử dụng các chuẩn 802.11ac và 80.211x. Tuy nhiên số lượng này chưa nhiều, mặc dù ở các nước phát triển đã sử dụng rất phổ biến. Một phần do chưa phù hợp với hạ tầng mạng còn hạn chế ở nước ta hiện nay. Trên đây chúng tôi đã giới thiệu đến bạn chi tiết khái niệm sóng Wi-Fi là gì cũng như nguyên tắc hoạt động của Wi-Fi
và các chuẩn Wi-Fi. Hy vọng qua những thông tin này bạn sẽ có được cái nhìn cụ thể hơn về sóng Wi-Fi, loại sóng phổ biến và quan trọng bậc nhất với con người hiện nay. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like và chia sẻ video của mình để nhiều người biết đến nhé. Và cuối cùng, các bạn nhớ đăng ký kênh và ủng hộ mình nha. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau.